Hello, em chào tất cả các bạn. Em lên sóng một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Citizen Ray Ban. Chiếc này khung gỗ đẹp xuất sắc, số giờ là cọc nổi tia chảy nha các bạn. Máy của nó máy trong veo cực kỳ đẹp. Chiều cao của chiếc này là 30,5 cm, chiều ngang là 34 cm, vừa sâu vô là 7 cm. Dưới này có nấm màu đen để mình điều chỉnh giờ, điều chỉnh hàng lịch xuống nha các bác. Khung gỗ zin mộc nha. Máy của nó máy ba lăng này, máy in da băng nằm dưới đây nha các bác. Đây máy in da băng, đây máy ba lăng, máy trong veo, máy lớn thì dùng một bên chung, máy cực kỳ đẹp. Rồi bác nào yêu thích chiếc này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em, các bác kết bạn Zalo giúp em nhé. Để cần hình ảnh và video em gửi chi tiết hơn nha. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.